Kính thưa quý vị, Phi Luật Tân chuẩn bị đón Đức Giáo Hoàng đến thăm tính từ Manila, Phi Luật Tân. Người dân Phi Luật Tân đang chờ đợi để được đón Đức Thánh Cha Francis đến thăm, trong khi các món quà lưu niệm bán đắt như tôm tươi bên ngoài nhà thờ bởi những người bán hàng mong kiếm được lợi nhuận nhân chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Một áo t-shirt có hình Đức Giáo Hoàng Francis được bán với giá là 200 pesos, tức khoảng 4.50 Mỹ Kim bên ngoài Tiểu Vương Cung Thánh Đường Black Nazarene, một nhà thờ ở Manila có đến hàng triệu tín đồ. Lịch, móc khóa, khăn tay, tràng hạt, quạt và đĩa CD cũng có bán tại các cửa hàng chung quanh thủ đô. Một người bán hàng bên ngoài nhà thờ Santa Cruz ở trung tâm thành phố Manila tên là Aida Yam nói họ bán các món quà lưu niệm này để Đức Giáo Hoàng Francis thấy mọi người mặc những chiếc áo có hình của Ngài thì sẽ hiểu rằng mọi người yêu quý Ngài và vui mừng chào đón Ngài. Đức Giáo Hoàng sẽ đến Manila vào thứ Năm trong chuyến viếng thăm năm nay. Ngài được dự kiến sẽ nói chuyện với các gia đình, những người sống sót qua cơn bão, với các thanh niên và các nhà lãnh đạo tôn giáo. Khoảng 80% của dân số 100 triệu người Phi Luật Tân theo đạo Công giáo La Mã. 6 triệu người được dự kiến sẽ đến công viên Rizal vào ngày 18 tháng Giêng, nơi Đức Giáo Hoàng Francis sẽ chủ trì một thánh lễ, một ngày sau khi Ngài đi thăm Tacloban, nơi bị tàn phá bởi cơn bão Haiyan. Precious Moments, một cửa hàng búp bê ở Manila, đang bán một phiên bản đặc biệt hình Đức Giáo Hoàng Francis cao 12 inch được bán với giá là 1.000 pesos, tức khoảng 23 Mỹ Kim. Được làm bằng cao su nhựa, búp bê mặc áo Đức Giáo Hoàng màu trắng cùng với mũ và khăn choàng fascia mang dấu ấn của Đức Giáo Hoàng. Một cây thánh giá bạc được đeo nơi cổ. Quản lý thương hiệu Rowena Abad nói một phần của lợi nhuận từ những con búp bê sẽ được quyên góp cho từ thiện để thể hiện sự yêu thương và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác của Giáo Hoàng Francis. Công ty thuê dụng một cộng đồng ở Manila để sản xuất những con búp bê đem lại cho họ một phương tiện sinh kế. Tiền thu được sẽ được chuyển đến một chương trình cung cấp lương thực và các tổ chức từ thiện khác. Y tá Chris Taniega cho biết ông rất hâm mộ Giáo Hoàng Francis và đã không ngần ngại mua một món quà lưu niệm. Ông có kế hoạch sẽ đến Port Rizal vào ngày 18 tháng Giêng để được nhìn thấy Giáo Hoàng và nghe Ngài giảng. Ông Taniega nói Đức Giáo Hoàng rất khiêm tốn. Ngài đến với mọi người nghèo. Ngài là hiện thân của Thánh Francisco. Đức Giáo Hoàng trở lại châu Á lần thứ hai trong vòng chưa đầy 6 tháng. Ngài sẽ đến Sri Lanka và Phi Luật Tân trong những ngày tới để nhấn mạnh mối quan tâm của mình về đối thoại liên tôn, nghèo đói và môi trường.